mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello mấy bạn nha, ngày hôm nay Happy có một món quà bất ngờ cho mấy bạn xem nè. Đó là Happy có bạn mới mấy bạn ơi. Đây Happy sẽ giới thiệu cho mấy bạn xem. Đó, bạn của Happy đây nè nha mấy bạn ơi. Hello Happy. Hello. Hello quậy. Chị Panda mới đi hớt tóc về đó Happy, đẹp không? Wow, đầu của chị Panda rất là đẹp luôn nha mấy bạn. Đó, tụi đây là cái đầu mới, cái đầu chị Panda. Đầu này chị Panda mới đi hớt tóc về hớt thì luôn á, chị Panda hớt rất là mắc tiền luôn đó Happy. Đầu chị Panda. Chị Panda mua ở đâu vậy? Đồ này hả? Chị Panda tự sắm đó. Cái thời trang mới của chị Panda đó. Ủa rồi quấn thêm cái khăn chàng. Ủa đâu có. Cái hớt tóc đó. Ngu nè. Cái gì mà khăn chàng cái gì? À, chị Panda ơi. Gì? Ngày hôm nay Happy với chị Panda sẽ chơi mu đờ đó chị Panda. Ồ mu đờ hả? Đúng rồi, chị Panda đừng nhảy vào. Chị Panda không biết chơi mu đờ Happy. Chơi mu đờ tức là kiểu như là mình là người vô tội hoặc là kiểu như là người người sát nhân á chị Panda. Oh my god, là mình đi tìm á chứ gì. Nhưng mà tại vì chị Panda không chơi cái đó hay cho nên chị Panda không muốn chơi thôi. À. Bây giờ Happy lên đầu chị Panda, Happy đứng luôn nè. Ê, chị Panda chạy đường này có đúng đường không? Không, cái đó là chị Panda đang đi trục xuất khỏi thế giới á. Ờ vậy mình đi vô đây. Hey. Rồi xong giờ chị Panda bây giờ á tụi mình sẽ kiểu như là coi mấy cái bạn đó nha. Đây. Đây là cái phần để coi nè. Ồ, bạn này là dân thường. Ủa? Ủa, trời ơi, có bạn chui vô cái soda luôn nè. Ủa vậy hả? Chui soda cũng được hả? Đúng. Vậy là mình mới bắt đầu vô chơi Happy. Rồi, đây là kẻ giết người nè, đây là kẻ sát gì? Cảnh sát trưởng nè. Ủa, là... vậy thì mình được cho quyền chọn hả? Không, ý là cái bạn này nè, bạn trục xuất kẻ giết người đó chị Panda. Oh my god. Ồ, rồi chị Panda đang mất tiêu rồi. Đây, bây giờ mình trốn chưa Happy? Chưa, bây giờ mình chuẩn bị vô này. Nè, coi nè. 1, 2, 3, vô. Vô. Oh my god, bây giờ Happy xem coi Happy là kẻ nhau tội. Ủa, chị Panda không có chung chỗ với Happy. Không, tụi mình chung chỗ á mà. Ừ. Đâu rồi Happy ơi. Ờ, Happy đang dưới cống nè chị Panda. Chị Panda, ừ, tóc rồi nè. Happy, thật tóc không Happy? Thôi. Kìa, sao chị Panda có cái kéo hả? Nè, bị hớt rồi chị Panda luôn. Làm được vậy hả? Rồi bây giờ Happy với chị Panda đang là kẻ vô tội đó. Ê, gì? đi né mấy bạn kia. Mình lượm đồng tiền vàng nè Happy. Đúng rồi, mình lượm để mình đi mua kiếm đó chị Panda. Phải không? Sao chân lưng mình đã có rồi, mình còn phải đi mua nữa hả? Đúng rồi, kiểu mình mua skin nè. Đó, mình mua đồ để trốn đó. Mình mua skin kiếm á mấy bạn. Wow, kiếm xịn như vậy. Đúng rồi. Wow, bạn này đẹp trai như vậy, ngầu lòi luôn Happy. Đâu? Ủa. Trời ơi, bạn đó là kẻ sát nhân. Trời ơi sao đi lưỡi khen cho dữ, người ta là kẻ sát nhân mà đi sát lưỡi. Ô mày, chị Panda, chị Panda. Vậy Happy thấy cái ông này rất là giống chị Panda. Chị Panda quay qua đây đi. Nào ông này chị Panda nè, ông này nè chị Panda. Thôi, rất là giống chị Panda luôn. Ông này tóc dày quá rồi, chị Panda hết cho ông. Chú hết thôi, cái đầu ông loáng luôn á chị Panda. Loáng hết bệnh rồi nữa, chị Panda phải trả tiền cho ổng nữa. Thôi đi hết rồi Happy, đi vô trận mới đi Happy. Ok. Ô các bạn ơi, mình sẽ vô trận mới. Rồi wow. Hy vọng là trận này chị Panda sẽ sống dài hơn hồi nãy Happy. Ừ. Ơi, Happy làm kẻ vô tội, làm người vô tội chứ nhầm. Ồ, đi nhưng bây mà giờ ơi. Là ở trong nhà vệ sinh rồi, thấy không may mắn chút nào rồi đó nha. Trời, cái chỗ. Ơ bà chết, bị lộn vô nhà vệ sinh nam đó Happy ơi. Chị Panda bị lộn vô nhà vệ sinh nam rồi. Oh my god. Ê, rồi đây là cái gì nữa? Thôi. Rồi, đứt nhạc. Cái gì vậy chị Panda? Chị Panda xong rồi, bây giờ kỹ người, kỹ người y như hồi nãy đi Happy. Đi trang ông hồi nãy luôn. Em đi gặp là phải chạy liền nha. Ok. Nhanh lên đi. Không phải ông đó, ông kia kìa. Hello. Ừ, bạn này bị tai biến nè, đang đi đột quỵ. Thôi mà nó đang đứng mưa đó Happy. Đang đi đột quỵ. Thôi chị Panda nè. Đừng đi ra đi chị đó. Chị đó hả? Đúng, chị Panda đã bị kẻ sát nhân đó hại chị Panda. Ồ, bạn kia đang đi cầu kìa, thôi mình đi. Ôi. Mấy bạn hãy nhớ đi vệ sinh, nhớ dội cầu nha. Đó, mà vô cái tặc nữa. Rồi, chị Panda cũng tặc luôn rồi, bây giờ mình chờ vô cảnh sau đi Happy ơi. Ok, chị Panda luôn. Trời ơi, mấy bạn ơi, kẻ giết người lại là bạn cũ không? Mày có bạn đó thật là may mắn luôn á chị Panda, được làm kẻ giết người hai lần luôn. Ước gì lần này chị sẽ được làm kẻ giết người, chị sẽ làm mu đơ. Happy sẽ bắn chị Panda một cái gì đúng. Chị sẽ làm mu đơ. Chị Panda đột quỷ. Chị Panda ơi, Happy thấy bạn này có cái thời trang giống chị Panda nè. Đâu. Ai mà dám ăn cắp thời trang của chị vậy? Đây, ổng ai nè. Nghĩ sao vậy, làm sao vậy? Bạn này
rồi xong vô trận. Yeah, lần này được ở chỗ sáng sủa hơn. Wow, sáng sủa hả chị Banana? Nhưng mà chị không được làm mover, Happy ơi. Happy cũng vậy nè. Chị Banana vẫn là một cô nàng đồng hối. Oh my god, chỗ này đẹp quá à. Chỗ này cái gì vậy? Sao phức? Ui, có một bạn đội con chó chắc đạo đi ngang qua chị Banana. Oh my god, đụng hết hồn. Trời ơi. Đi chơi chị Banana. Nè, thấy rồi. Đâu? Chị Banana thấy đây nè, xuống lên. Pinchling. Pinchling, cái ông đó là Mulder đó đó Happy. Ông đó là Mulder hả? Cái ông hồi nãy á. Ơ kìa kìa kìa. Đó, rồi luôn. Ô má chết rồi. Rồi xong chị Banana tặc rồi. Cái ông đó đó, cái ông đội con chó trên đầu là Mulder, chạy nhanh đi. Cái đó mày con chó. Cái đó mày con chó. Cái con gì vậy? Cái đó con mẹ đó. Nhanh lên đây. Á, cho mày nha. Rồi xong luôn. Thua rồi mấy bạn ơi, tại hồi nãy cái con á là cái con ma ở trên đầu của cái bạn Mulder á, mà chị Banana nói con chó, Happy đâu có định vị được là con chó. Hay lỡ chị thì biết mà chị nói đúng là Happy sẽ chạy kẹp đúng không? Đúng rồi, tại chị Banana. Chị Banana ơi, bạn này chiến thắng rồi nè, bạn này giờ kiểu như là kêu được bạn Mulder rồi nè. Đúng không, hay quá à. Đúng rồi, qua đó là hình như cảnh sát trưởng. Ừ đúng rồi, kêu được Mulder. Rồi ok. Yeah. Wow, tội Thu Hồi Trang ơi, cái áo phồng phồng nè. Áo phồng đó là áo mạnh đó. Nhìn hại quá. Nè, bạn đâu con chó trên đầu này chị Minh đã nói. Đâu, đâu, bạn nào đâu. Nè, bạn này nè. À, thì ra hồi nãy là Mulder cắn chị à. Mulder cắn. Chứ là Mulder chị cắn lại nè. Trời ơi, Happy phải là Mulder chứ nghĩ sao là chị Banana vậy. Ui giời ơi. Sao hồi nãy chị Banana thấy người ta còn trốn cho chỗ kia, mình không có chỗ trốn nha Happy. Tại do mình không thấy chứ người ta nhiều chỗ trốn lắm. Hồi nãy Happy đi ngang cái chỗ kia, bạn đi kia chui vô cái kẹt lớn đó. Rồi hy vọng lần này chị Banana có chỗ trốn. Rồi lại là vô tội. À, hay lại là không là Mulder. Coi chừng cái ông đội con chó là Mulder nữa đó. Oh my god. Cái con đó là con ma chứ không phải con chó. Chị Banana sợ quá. Happy đâu? Chị Banana đi. Đây. Chị Banana mới bị ngụm của thỏ Happy ơi. Coi chừng cái ông đợi con chó rồi đó Happy. Sao bạn Blue? Blue hả? Blue. Kiếm chỗ trốn đi. Còn hai bạn. Chị Banana ơi, bạn này sống sót cuối cùng, bạn này thắng rồi nè chị Banana ơi. Wow, hoặc là magic luôn á. Oh my god, thật là Pinchling. Pinchling. Đây, bạn này là anh hùng hả bro? Tên anh hùng. Ồ vậy hả? Tên mới biết. Tên cũng hay thì đúng là anh hùng luôn hả bạn? Ừ đúng rồi. Rồi xong ui cái bạn đội show lên nào. Oh my god. Bạn này giống chị Banana quá nè chị Banana. Trời ơi, ai cũng chị Banana. Thấy gì thì kỳ quá à. Chị Banana đẹp vậy mà ai cũng thấy giống chị Banana. Nhìn chị Banana ơi, nhìn giống Pinchling quá, quay mặt mà coi. Banana, chị Banana là hớt tóc kiểu này là thời trang mùa hè đó Happy, không biết đâu. Trời ơi, sắp tới mùa đông rồi mà mùa hè đâu ra đây nữa vậy chị Banana. Mùa đông ở đây không có lạnh. Trời ơi, gì ghê chứ hả? Ui thật rồi, có chỗ thua rồi. Rồi. Happy chui vô tù được nè. Happy có làm mù đờ không? Happy có làm mù đờ không? Không, không có đâu chị. Sao lúc nào chị Banana cũng bị ở trong nhà vệ sinh đó chị nè. Oh my god. Để chị Banana đi vô đây chị Banana. Cái ông đó ngồi làm gì á? Đi vô đây chị Banana. Happy kêu đi vô đây đi. Rồi đứng yên nha, đứng yên nha. Đứng yên nè. Oh my god. Happy là mù đờ. Đó. Đi. Quất đi Happy. Khoan, đau quá. Cố lên Happy ơi, trả thù với chị Banana. Xéo ơi. Ủa xéo sao Pinchling. Xéo, xéo. Trời non. Mày non. Đó trả thù bạn này. Non. Đúng rồi. Bạn đó con chó đó hồi nãy đánh chị. Ủa sao có Happy đánh không trông. Oh my god. Rồi xong. Chán quá à. Trời non. Chí không Happy ơi. Pinchling. Thật là magic luôn á. Trời ơi, Happy kêu bạn cái bạn kết bạn với Happy luôn nè. Ồ vậy hả? Nhưng mà Happy full người kết bạn rồi chị Banana ơi. Ồ, bao nhiêu bạn là full của Happy vậy? 200. 200 người luôn á. Oh my god. Chị chưa có bạn Happy ơi. Đúng vậy, tại chị Banana mới chơi đây. Oh my god. Rồi Happy lần này chị Banana được làm mover. Ê chị Banana này, chị Banana đi đâu vậy chị Banana? Gì vậy? Chị ca ha Banana cắn Happy quá tào lao. Ôi chị Banana chính tính đi đầu thai á chị Banana. Chị Banana làm gì? Chị Banana không là. Ê chị Banana là cảnh sát trưởng á, chị Banana có thể kill Mulder á. Chị Banana có súng hả? Đúng rồi, chị Banana có thể kill Mulder á. Súng bằng cách nào? Oh my god. Rồi có Happy nè. Sao nó cầm súng? Oh my god. Oh my god.
Ê nhìn kìa, chạy đi Vinh. Ôi đứng đó hồi chị Vinh ngồi người ta cho chị Vinh ăn bi chi li đấy là coi ơi coi chị nó cho chị ăn bánh choi ấy. Là cái gì, ăn bánh choi hay là ăn bánh giò? Ăn bánh bi chi li. Ăn bánh choi hay là ăn bánh giò? Chị Vinh đã móc súng rồi đây. Đây hay cầm sẵn thôi, đừng có bắn cái là chị Panda bị đai luôn á. Đây nhìn chị Panda bắn holder nè Happy, nhưng mà chị Panda phải tìm ra đúng holder á, chị Panda bắn sai chị Panda kêu luôn á. Vậy ông này chắc không phải holder đâu. Ông này nhìn cái mệt đi chứ không cà lâu gì holder đâu. Nhìn nè. đứng đi đây bạn nhớ tờ liền coi đừng nắp. Chị Panda đang đóng vật nè mấy bạn. Sao qua đây. Đây nhìn chị Panda này, nhìn kỹ vào nè nha. Nhìn kỹ chị Panda đang bị lỏ mấy bạn. Nhìn kỹ chị Panda vô nè. Đi theo chị Panda nhắm theo đi. Panda sáng lên uống thuốc á chị Panda. Mấy bạn nè, mấy bạn là bèn bèn bèn. Thấy bắn bằng cách nào vậy Happy? Bằng cách nhấn vô người ta. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Ghê luôn, chị nhấn súng không kịp. Mù đờ đó chị Panda ơi. Ui. Ai thắng, ai thắng, ai thắng. Cái bạn mà tóc trắng á. Cái bạn tóc hồng hết rồi. Yeah, mà nó hay thiệt. Hay quá. Đây là chị Panda nãy yêu quên uống thuốc nè mấy bạn. Cầm cái súng đi vòng vòng đúng không? Quên làm rồi chứ không thì bây giờ để chút uống một bọc tóc vô mới được. Đi cầm cái súng cầm đi vòng vòng rồi không làm được giống hôn vậy. Rồi ok vô nè. Bây giờ lần này là buôn đờn. Vô tội nữa. Oh my god ơi, lần này không có súng Happy ơi. Tại chị Panda nó phải nhanh xác đâu. Chí không. Ôi kìa. Bạn Vin Van. Chị thích cái màn nào mà chị Panda có súng hơn. À là chị Panda làm cảnh sát hả? Đúng rồi. Hay, vậy là mình lụm vàng là mình hồi mình có súng đúng không? Không phải đâu, lụm vàng là mình để kiếm skin số ổ skin kiếm á, để mình làm cảnh sát nhân á, cầm cái kiếm lên cho cầu. Vậy đó hả? Đúng vậy, vậy. Cái gì? Thấy mù đời kìa, mù đời là bờ cục màu xanh. Mù đời là cục màu xanh á. Mù đời là ông lùng đúng không? Bản cục màu xanh. Xanh gì, xanh gì? Xanh blue. Xanh blue, à blue vô bản đây. Bản cục màu xanh hồi nãy á. Blue ơi. Blue vô đây gặp blue. Chị cũng được có blue hai cánh tay nè. Bạn hồi nãy chị Panda cầm cái súng dí nè. Blue kìa. Chạy đi, không được. Run. Rồi. Oh my god, mù đời với chị Panda trong này hay đi ơi. Rồi xong chị Panda. Mấy bạn ơi, kẻ sát nhân cho chị Panda đi đầu thai luôn rồi mấy bạn ơi. Oh my god. Và mấy bạn ơi, ngày hôm nay á Happy được làm kẻ sát nhân nè, và chị Panda không làm được chấm hôn gì hết á mấy bạn. Và nếu như mà mấy bạn thích video này thì nhớ like và share với mình nhé. Và giờ thì bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.